Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sáng tạo Olympus. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về các cái cách mà chúng ta có thể dựng được cái chữ 3D với nhiều các cái hướng khác nhau, các cái kiểu khác nhau. Cái thế đứng, nằm, ngang, dọc thì chúng ta đều có thể biết được cái cách làm thông qua cái công cụ ngày hôm nay mà mình sẽ giới thiệu nhé. Rồi, và bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết giới thiệu cho các bạn luôn nhé. Đầu tiên là các bạn hãy sử dụng cái công cụ là Type Tool. Các bạn đánh cho mình một cái dòng text đi. Mình sẽ để dòng text là Adobe. Cái phông chữ mình sẽ sử dụng là phông chữ Arial. Và cái kiểu chữ là Black, chữ to lên. Đến đây thì các bạn hãy kẻ cho mình cái đường line nhé. Cho mình dạng Stroke đi. Ấn Shift này, giữ thẳng hàng. Đặt một điểm xuống dưới giao diện màn hình, giữ Shift, kéo thẳng hàng. Sau đó là các bạn sẽ kéo cái phần đường line dưới và đường line trên là cách nhau một đoạn, là đều nhau một chút. Chọn cả hai này, vào cho mình cái lệnh blend nhé, blend tool, phím tắt là W, kích đúp vào đây. Bạn chọn cho mình cái special file step. Giữa hai cái đường thẳng này mình sẽ muốn là thêm 3 hoặc là 4 cái đường thẳng nữa để mình cắt cái chữ này cho dễ. Mình sẽ để là 4 nhé. Ok. Và muốn thực hiện được thì các bạn hãy đặt con chuột vào đây này. Đặt con chuột vào hai điểm đầu và cuối là được các bạn ạ. Sau đó các bạn chọn cả hai, vào cho mình cái phần Object Expand. Ok. Cái phần Expand là mình sẽ tách riêng từng cái đường thẳng một, các bạn ungroup ra thì các bạn sẽ tính được là từng cái đường line một nhé. Chữ Adobe thì các bạn hãy sử dụng phím Ctrl Shift O để chúng ta sẽ chuyển từ text về dạng vector. Các bạn chọn toàn bộ và vào cho mình cái công cụ là Pathfinder này. Đặt cho mình cái lệnh ở phía bên dưới là cái lệnh Deep, nháy phải, Ungroup. Đến đây thì những cái phần ở bên ngoài đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta đã bị chia ra làm rất là nhiều mảng rồi đúng không? Nhưng mà chúng ta sẽ bị sót một số cái phần ở bên trong. Đây, khi mà cắt xong nó vẫn còn bị thừa bởi các cái phần dao của nó, nên là các bạn hãy xóa hết những phần bên trong này đi giúp mình nhé. Sau đó là mình sẽ lấy 5 cái mã màu này để chúng ta sẽ tô cho từng loại nhé. Mình sẽ chọn toàn bộ ở cái phần map trên này, ấn phím tắt là Y, sử dụng cái công cụ là Eyedrop Tool, chọn cái màu đầu tiên, tiếp tục. Sau đó các bạn hãy group từng chữ vào một nhé. Mình sẽ gom toàn bộ những các cái mảnh từ những cái mảnh ghép nhỏ thành một cái group để chúng ta có thể là dễ dàng thao tác với nó. Và bây giờ chúng ta sẽ làm cái hiệu ứng 3D cho từng cái chữ một nha các bạn nhé. Ví dụ với cái chữ A này thì các bạn hãy chọn nó này, sau đó vào cái phần Effect 3D, vào cho mình cái phần là Extrude and B vào. Các bạn nhìn này, ở đây nó có rất là nhiều những các cái kiểu khác nhau. Click là preview lên nhé các bạn nhé, rất là nhiều kiểu. Đây, với cái chữ này thì mình sẽ để là như vậy. Nếu như bạn thấy cái phần 3D này nó quá dày thì các bạn hãy giảm về cái phần Deep của nó xuống. Ở đây 50 không cần thì mình chỉ cần khoảng 30 thôi. Các bạn sẽ thấy là nó mỏng hơn đúng không, thì sẽ đẹp hơn. Rồi, ok. Tiếp đến là với cái chữ D, Effect này, 3D, Extrude and Beaver. Mình sẽ chọn cái kiểu là of Assist Bustom. Ở đây thì mình sẽ để cái độ dày là 30 pt. Sau đó thì những cái phần khác các bạn để nguyên giúp mình nhé. Ấn OK này. Với cái chữ O thì các bạn cũng vào tương tự, nhưng mà chọn cho mình một cái kiểu khác đi. Chọn cho mình cái kiểu là Isometric Left. Click Preview. Extrude Deep các bạn để cho mình là 30, thống nhất cái độ dày như nhau các bạn nhé. Ok, chữ B này, lần này mình sẽ để là Isometric Rise các bạn nhé. Ok này, E sẽ để là Isometric Top, cái này là 30 này, độ dày 30. Ok rồi, sau đó là các bạn hãy chọn toàn bộ đi và vào cho mình cái lệnh Object, vào với cái phần Expand, nháy phải, Ungroup. Các bạn chọn cho mình từng cái chữ một nhé, vào cho mình cái phần Stroke, tạo mình cái viền trắng nhé.
bạn hãy zoom to lên, các bạn sẽ nhìn thấy là những cái phần màu trắng như này, nó sẽ có một số về cái phần nhọn đúng không? Vậy thì chúng ta phải xử lý cái phần nhọn đấy như thế nào? Chọn tất cả này, vào về cái phần chalk giúp mình. Nếu như không có thì hãy vào window, vào chalk, phím tắt là Ctrl F10 ở cái phần cap, cái điểm round cap này, tròn này, corner cũng như vậy. Cái phần uốn góc vẫn là cái phần đường tròn nhá. Thì các bạn zoom lên, các bạn sẽ thấy là những cái phần nhọn nó bị thò ra như vừa nãy các bạn nhìn ra, nó sẽ biến mất hoàn toàn. Với cái chữ O này mình sẽ phải xử lý nó này, chữ D cũng vậy. Ungroup vào đi. Ví dụ ở đây, nháy phải, ungroup, nháy phải, really này. Sau đó là các bạn hãy sử dụng cái lệnh Pathfinder và cái lệnh Unit, cái biểu tượng đầu tiên. Rồi, chọn hai cái này, unit nó lại vậy thôi. Tương tự như là với cái chữ O cũng như thế, ungroup ở cái phần mảng màu tím này nhá. Đây là cái phần mảng màu tím, hai cái mảng này nháy phải, really, sau đó các bạn hãy vào Pathfinder và unit nó lại. Sau khi mà các bạn đã thống nhất được toàn bộ về cái phần màu sắc xong thì các bạn hãy group từng cái chữ một lại giúp mình, vì hiện tại nó đang là tổng hợp của rất là nhiều những cái mảnh nhỏ đúng không? Ctrl G các bạn nhé. Sau đó là các bạn thêm cho mình cái lệnh này này, các bạn chọn tất cả, Ctrl C, Ctrl F, có nghĩa là mình sẽ copy và paste tại chỗ đó các bạn. Bạn vào cho mình cái phần Pathfinder và các bạn hãy nối nó lại toàn bộ này, trỏ cái mũi tên xuống, make compound, expand, nháy phải, really. Rồi, làm một lại một lần nữa. Đến đây thì Ctrl Shift hoặc vuông bên trái xuống dưới cùng, vào cho mình cái lệnh là Object Path, Object Path Preview lên. Chọn cho mình cái Object tầm là 1mm thôi. Drone thì các bạn hãy để là round ấy. Chúng ta sẽ bo tròn tất cả các cái góc cạnh của nó. Ok, để cho mình là một cái màu trắng đi. Bây giờ mình sẽ để thêm một cái nền màu nha các bạn nhé. Mình sẽ vẽ thêm một số các cái họa tiết nhìn cho nó sinh động nhé. Sau đó với cái background thì các bạn hãy sử dụng thêm cho mình cái lệnh là mesh tool như này, cái phím tắt của nó là U nhá. Thêm cho mình một số cái điểm màu sậm này giúp mình, tăng cái phần màu tím lên. Cho mình cái chế độ hòa trộn là overlay, nó xen kẽ một số những cái đốm trắng và một số những cái đốm mờ dần ở bên trong nền. Các bạn muốn tăng cái phần đốm sáng thì ấn phím tắt là B, rồi chọn cho mình các cái phần sáng thôi, thêm một vài điểm sáng nữa nhé. Rồi, và cái nội dung của mình thì nó cũng chỉ có như vậy thôi. Nếu như bạn nào mà yêu thích cái nội dung của bên mình thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau. Tạm biệt.